Hoàng Phương gửi đến quý anh chị video toàn cảnh tiến độ xây dựng dự án Sea Skyview tháng 7 năm 2022. Dự án Sea Skyview tọa lạc tại đường Trần Phú, phường Chánh Nghĩa, trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Căn hộ Sea Skyview đã hoàn thiện và đang được chủ đầu tư bàn giao cho khách hàng theo đúng tiến độ. Dự án Sea Skyview gồm 2 tòa tháp cao 36 tầng, bao gồm 1.168 căn hộ, thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ. Hiện tại, dự án Sea Skyview chỉ còn hơn 50 căn với giá bán và chính sách rất tốt. Căn 2 phòng ngủ, diện tích 79m², giá từ 2,2 tỷ đã chiết khấu. Căn 3 phòng ngủ, diện tích 95m², giá từ 2 tỷ 750 triệu đã chiết khấu. Dự án Sea Skyview được ngân hàng hỗ trợ vay 65% với chính sách hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn gốc 12 tháng. Và để biết thêm thông tin chi tiết và xem thực tế căn hộ, quý anh chị vui lòng liên hệ Hoàng Phương qua số điện thoại 0932105077. Phương sẽ hỗ trợ tốt nhất cho quý anh chị. Đây là những căn duplex và penthouse diện tích từ 120 đến 200m², có view sông Sài Gòn rất đẹp và đẳng cấp.
Nếu quý anh chị thấy video này hữu ích, anh chị có thể subscribe Phương để Phương có thể cập nhật nhiều video hữu ích hơn cho quý anh chị theo dõi. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị.